cùng bước vào nội dung của bài học ngày hôm nay nhé. Đến với văn bản Nói với con của nhà thơ Y Phương. Đây là một bài thơ được sáng tác năm 1980. Đó là thời điểm mà đất nước ta, theo như cách gọi của nhà thơ Y Phương ấy, thì giống như là người vừa mới ốm dậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là bối cảnh đất nước lúc bấy giờ vừa mới bước ra khỏi chiến tranh, vẫn còn đó là rất nhiều những khó khăn, và đặc biệt lại xuất hiện tình trạng là có những sự tha hóa biến chất trong tính cách này, trong cách ứng xử, trong suy nghĩ của con người. Với sự trăn trở đó, và cũng là trong dịp mà người con của nhà thơ tròn 1 tuổi, thì nhà thơ Y Phương đã có cảm hứng để sáng tác nên bài thơ này. Từ nhan đề Nói với con thì chúng ta cũng đã hiểu được mục đích của nhà thơ khi sáng tác bài thơ, đó chính là nhà thơ muốn gửi gắm tới con những lời nhắn nhủ. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, thì bài thơ này còn mong muốn là đem đến cho bạn đọc những sự chiêm nghiệm này, đem đến cho bạn đọc, giúp cho bạn đọc cảm nhận được tâm tư, sự trăn trở của nhà thơ đối với suy nghĩ của con người trong cuộc sống. Đồng ý không ạ? Vậy thì khi tìm hiểu về bài thơ Nói với con, bây giờ các bạn hãy dành ra một ít phút cùng với chị đọc lại toàn bộ bài thơ này nhé. Nói với con của nhà thơ Y Phương. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Người đồng mình yêu lắm con ơi, đàn lờ cài nan hoa, vách nhà khen câu hát, rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Người đồng mình thương lắm con ơi, cao bao nỗi buồn, xa nuôi chí lớn, dẫu làm sao thì cha vẫn muốn. Sống trên đá, không chơi đá gập ghềnh, sống trong thung, không chơi thung nghèo đói, sống như sông như suối, lên thác xuống ngành, không lo cực nhọc. Người đồng mình thô sơ ra thịt, chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. Người đồng mình tự đục đá kê ca quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. Con ơi, tuy thô sơ ra thịt, lên đường không bao giờ nhỏ bé được, nghe con. Đó là toàn bộ nội dung của bài thơ Nói với con. Và trong buổi học ngày hôm nay thì trước tiên chúng ta đi tìm hiểu, phân tích về phần 1 trong bài thơ này nhé. Chúng ta có những câu thơ như sau ạ. Đây là toàn bộ phần 1 trong bài thơ. Nếu như các em mở sách giáo khoa ở đây thì các bạn cũng thấy đây là khổ thơ thứ nhất đấy. Chị đã ghi lại ở trên màn hình đây. Và chúng mình sẽ học trong buổi ngày hôm nay bằng cách là bám sát vào từng câu thơ này, ghi chú lại ý nghĩa tiêu biểu, ý nghĩa đặc biệt của các hình ảnh, của các biện pháp tu từ. Đồng ý không ạ? Thế nên là chỉ trong vòng 1 slide thôi, nhưng chúng ta có thể tổng hợp được kiến thức về toàn bộ khổ thơ này. Rất đơn giản thôi, nên các em hãy tập trung vào cùng với chị nhá. Đồng ý không nào? Trước tiên ý, chị sẽ không hỏi các bạn là nội dung chính của khổ thơ này là gì. Bởi vì cũng giống như việc chúng ta lần đầu tiên đến với một tác phẩm, chúng ta sẽ cần phải đọc và cảm nhận từng yếu tố, từng nội dung, rồi từng câu một, đúng không? Thế nên bây giờ các bạn để ý cùng với chị này. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. 4 câu thơ đầu tiên này có cấu trúc như thế nào ạ? À, chúng ta đọc lên và chúng ta thấy là cấu trúc tương tự như nhau. Một cái nhịp điệu nhịp nhàng kết nối 4 câu thơ này. Nhưng bước sang câu thơ thứ 5 thì là người đồng mình yêu lắm con ơi. Cả về nhịp điệu, cả về nội dung thì câu thơ thứ 5 là có cái sự khác biệt so với 4 câu đầu. Bởi vậy chúng mình sẽ nhóm 4 câu đầu vào thành ý lớn đầu tiên nhé. Bây giờ thì hãy cùng xem 4 câu đầu có nội dung như thế nào ạ. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Chúng ta thấy xuất hiện ở đây là một loạt những hình ảnh như là chân phải này, chân trái này, một bước, hai bước, rồi cha và mẹ. Vậy từ những hình ảnh đó thì các em hình dung là tác giả đang khắc họa một khung cảnh như thế nào đây ạ? Theo các em, từ những hình ảnh là chân phải, chân trái, rồi một bước, hai bước, rồi cha và mẹ, thế thì những hình ảnh đó giúp cho chúng ta đang hình dung về một khung cảnh ra sao, ở đâu, ở trong không gian nào? Các bạn cùng kết nối và trả lời cho chị biết nào. Ở đây thì tác giả đang khắc họa một khung cảnh ra sao nhỉ?
thì xuất hiện những gì? Ở đâu đây nhỉ? Đây là một khung cảnh ở đâu? À, ta thấy một bước, hai bước, rồi là chân phải, chân trái. Đó chính là hình ảnh của người con. Và xuất hiện ở trong khung cảnh này còn có người cha, người mẹ. Vậy đây chính là khung cảnh gia đình, đúng không ạ? Những hình ảnh giúp chúng ta hình dung về một khung cảnh gia đình. Và đây là một khung cảnh rất là đầm ấm. Ta hình dung là có người con đang chập chững bước từng bước đi đầu tiên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, đúng không nào? Điều này dễ để chúng mình hình dung mà, đúng không? Bởi vì tác giả viết là một bước, hai bước này, rồi chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ. Đấy, nên là từ những hình ảnh đó thì chúng ta đang hình dung ở đây là một khung cảnh gia đình rất là đầm ấm, vui tươi. Ở đó thì con đang chập chững bước những bước đi đầu tiên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Khung cảnh đó không những đầm ấm vui tươi bởi những hình ảnh mà còn rộn rã tiếng cười, tiếng nói nữa. Ta thấy có tiếng nói, tiếng cười, đó là những âm thanh, đúng không ạ? Đó là những âm thanh và đó đều là những âm thanh của sự vui tươi này, của niềm hạnh phúc này. Ta hình dung là cứ một bước của con thì có tiếng nói của cha cổ vũ, hai bước của con thì có tiếng cười của mẹ động viên. Các em có, cô có trong gia đình của mình, chúng mình đã bao giờ trong những khoảnh khắc tương tự như vậy chưa? Nếu như mà các em có em nhỏ, đúng không ạ? Thì khi mà người em của chúng mình chập chững bước đi thì chắc chắn chị tin rằng đó là một cái khung cảnh vô cùng hạnh phúc. Tất cả mọi người đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc bởi vì là chứng kiến một đứa trẻ có những bước đi đầu tiên. Đó là một cái chặng phát triển đầu tiên trong đường đời mà, đúng không? Hay là bản thân các bạn cũng vậy. Chúng ta sống trong gia đình của mình được mọi người yêu thương. Và chị tin chắc rằng là trong khoảnh khắc mà các em bước những bước đi đầu tiên ý, thì đó là niềm hạnh phúc vô bờ của những bậc làm cha, làm mẹ, của ông bà, của người thân chúng ta đấy. Có thể chúng mình không còn nhớ là lúc đó như thế nào bởi vì chúng hồi đó chúng ta còn quá nhỏ, nhưng chị tin chắc rằng là trong ký ức của mọi người đối với những người thân yêu của chúng ta trong gia đình thì việc mà một đứa trẻ trong gia đình bắt đầu tập đi ấy, đó là niềm hạnh phúc, niềm sung sướng vô bờ lắm, sung sướng vô cùng các em ạ, hạnh phúc vui tươi lắm. Và ở đây thì nhà thơ Y Phương cũng đã thể hiện điều đó bằng những câu thơ của mình, từ những hình ảnh này, từ những âm thanh này, đồng ý không ạ? Và đặc biệt thì cái điều mà giúp cho bốn câu thơ này vang lên một cách gần gũi, nhịp nhàng, tựa như là từng bước đi chập chững của con, chính là việc mà tác giả sử dụng phép điệp, đúng không ạ? Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Vậy nên khi mà phân tích bốn câu này, các bạn đừng quên chỉ ra biện pháp điệp nhé. Phép điệp đã tạo nên, thứ nhất là tạo nên nhịp điệu rất là nhịp nhàng này, và thứ hai là giúp tô đậm hình ảnh của người con đang chập chững bước đi. Nhớ nha, đồng ý không ạ? Đấy, đấy là những từ khóa chính, là ba nội dung chính mà chúng ta sẽ chỉ ra khi mà phân tích bốn câu thơ đầu tiên. Các bạn nhìn này, ba nội dung chính rất là ngắn gọn, rất là đơn giản thôi. Em hiểu chưa nào? Các bạn đã hiểu được nội dung chính của bốn câu này chưa? Ở đây thì chị cũng sử dụng một cái cách ghi chép mà chị nghĩ rằng là không còn quá xa lạ với những bạn nhỏ khi mà học môn văn nữa, đặc biệt là khi học các tác phẩm thơ. Tuy nhiên, chị lại chưa thấy nhiều cái sự ứng dụng trong việc dùng những cái ghi chép, dùng cách ghi chép như thế này. Bây giờ nhá, chúng mình ôm về các tác phẩm thơ, các bạn hãy học thuộc những câu thơ đó này. Sau đó thì dùng chính cái phần học thuộc của mình, các em ghi lại ra, em ghi lại những câu thơ mình đã học thuộc ra, rồi mình sẽ đánh dấu luôn vào trong đó những ý chính, nội dung chính của các từ ngữ, của các hình ảnh, của các biện pháp vô từ. Thì khi mà đi thi, gặp một câu thơ hay là gặp một đoạn thơ nào đó, chúng ta cũng có thể lập ra ý bằng cách đấy. Chúng ta gạch chân, chúng ta đánh dấu, chúng ta ghi chú bên cạnh những từ khóa cần phải phân tích. Thì nhìn vào đó thôi là các em cũng đã nắm được nội dung chính rồi và cũng đã nắm được trình tự phân tích rồi. Ở đây thì có một cái điều lưu ý, đấy là thứ tự nêu ra các ý này, từ viết điệp này, hình ảnh, âm thanh này, thì các bạn có thể linh hoạt. Em có thể phân tích biện pháp điệp trước, bởi vì đây cũng là biện pháp mà xuyên suốt cả bốn câu thơ. Sau đó các em chỉ ra các hình ảnh và âm thanh, đồng ý không ạ? Đấy, thì riêng với bốn câu này, thứ tự của
của các ý này các em có thể linh hoạt nhé. Đồng ý không nào? Vậy từ những nội dung như vậy thì bây giờ chúng ta có thể rút ra nội dung chính của 4 câu đầu tiên là gì ạ? 4 câu thơ đầu tiên với những hình ảnh này, với những từ ngữ chỉ âm thanh này, với phép điệp này đã mở ra trước mắt chúng ta khung cảnh của một gia đình rất đầm ấm, hạnh phúc. Bởi ở đó là hình ảnh của người con đang chập chững bước những bước đi đầu tiên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Vậy thì ở đây cha muốn nói với con điều gì khi mà khắc họa một khung cảnh như thế ạ? Các em ơi, ở đây người cha, ví dụ như là chính tác giả Kim Phương ấy, đang muốn nhắn nhủ với con điều gì? Từ việc khắc họa một khung cảnh gia đình đầm ấm như thế, từ việc bày tỏ niềm hạnh phúc của cha và mẹ trong khoảnh khắc mà con tập đi như vậy, thì cha đang muốn nói với con điều gì đây? Theo các em ạ, theo các bạn thì người cha đang muốn nói với con điều gì ở đây? Chuyện khóa chạy văn bao giờ khai giảng ạ? À rồi, các bạn ơi, có câu hỏi gì thì các em hãy cứ bình luận cho chị biết nhá. À, phóng to ra một xíu nữa ạ. Ở đây thì màn hình của chị đã phóng to hết cỡ rồi. Có lẽ là mình sẽ đợi một xíu để các chị ở bên kỹ thuật sẽ để gần hơn màn hình lại để em nhìn rõ nhá. Còn là chưa rõ ở đâu các bạn có thể hỏi chị nhá. Con phải biết trân quý tình cảm gia đình này. Rồi, đồng ý. Đó là câu trả lời của một số bạn đầu tiên. Các bạn khác nào, cho chị biết ý kiến của các em với câu hỏi là qua việc mà tác giả khắc họa khung cảnh gia đình như thế thì tác giả đang muốn nói với con điều gì? Người cha đang muốn nói với con điều gì? Các bạn cùng suy nghĩ nhá. Và trong lúc mà chúng ta suy nghĩ đưa ra câu trả lời này thì chị thấy có một số bạn là đang quan tâm tới khóa học chạy văn. Ở đây những buổi học về buổi trưa cùng với học anh chị Hiên như thế này cũng là một cách để các em trải nghiệm việc đồng hành cùng với học anh chị Hiên trong việc ôn tập lại kiến thức nền của các tác phẩm trong chương trình, là một nội dung rất quan trọng của khóa học chạy văn. Và chúng mình sẽ bắt đầu học trong khóa chạy văn là từ ngày 10 tháng 4 nhá. Nên là nếu mùng 10 tháng 4 xong rồi thấy học anh chị Hiên ít xuất hiện trong các phần phát triển tiếp thì các bạn cũng thông cảm giúp chị. Bởi vì bắt đầu từ lúc đó là học anh chị Hiên khởi động quá trình đồng hành với những sĩ tử ôn thi trong giai đoạn cuối rồi. Đồng ý không? Đó nha, nên là hãy nhớ dấu mốc của chúng mình ngày 10 tháng 4 là khai giảng khóa học chạy văn. Nhưng hiện tại những ngày cuối cùng của tháng 3 thì các bạn vẫn có thể đăng ký khóa học chạy văn với học phí ưu đãi được giảm sâu nhất nha. Mức giảm học phí sâu nhất dành cho khóa học chạy văn đấy. Đấy. À, có bạn thì cho rằng là quay trở lại đây thì với nội dung của 4 câu đầu, có bạn thì cho rằng đây là những bước đi của con thì luôn có cha mẹ ở bên. Ô, chị thấy đây là một ý tưởng tốt nha, hoàn toàn có cơ sở đúng không ạ? Bởi vì đầu tiên trong cái lời nhắn nhủ, trong lời dặn dò tâm sự cùng với con thì không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ lại nhắc về khoảnh khắc mà con đang tập đi. Đây có thể là khoảnh khắc hiện tại, là chính cái nguồn cảm hứng lớn nhất để giúp cho tác giả sáng tác nên bài thơ này. Nhưng chị nghĩ rằng là còn có điều lớn lao hơn thế nữa. Khi bắt đầu bài thơ bằng một khung cảnh đầm ấm và vui tươi thì phải chăng người cha đang muốn nói với con được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, mọi bước đi của con từ những bước đi đầu đời cho đến những bước đi sau này thì luôn có cha mẹ ở bên, luôn có cha mẹ sát cánh, đúng không ạ? Vậy điều mà sâu sắc nhất chúng ta được cảm nhận qua 4 câu này chính là tình cảm gia đình. Gia đình chính là cái nơi đầu tiên để con được sinh ra, con được nuôi dưỡng, con được yêu thương. Bởi vậy qua 4 câu đầu thì chúng ta đã thấy được cội nguồn sinh dưỡng đầu tiên của con. Con được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, và gia đình chính là cội nguồn sinh dưỡng đầu tiên của con. Các bạn nhớ nhá, gia đình chính là cội nguồn sinh dưỡng đầu tiên của con. Đó, đấy là nội dung của 4 câu đầu. Chị thấy là khi mà các em học về bài nói với con này này, đặc biệt là trong phần 1 thì rất hay diễn ra một tình trạng là chúng ta học thuộc lòng nội dung chính của từng phần. À, hỏi đến thì chúng ta nhớ ngay cội nguồn sinh dưỡng của con đúng không? Hai cội nguồn gia đình, cội nguồn quê hương. Nhưng mà tại sao từ những câu thơ này chúng ta có thể suy ra được cội nguồn gia đình thì các bạn nhiều khi lại không để ý đến điều đó. Và chính việc đó khiến cho bài văn của chúng mình phân tích có đôi chỗ là bị khiên cưỡng, kiểu như là chúng ta chưa hiểu một cách chi tiết. Nên chúng ta có nhớ được ý nào chúng ta đưa vào thôi.
Nên qua đây thì chị cũng nhắc nhở các bạn trong việc ôn tập kiến thức nền của các tác phẩm là chúng mình hãy hiểu nhá, hiểu rõ nội dung. Em có thể xem lại vở ghi cùng với thầy cô này, em có thể xem lại tài liệu này, nhưng hãy biết đặt ra các câu hỏi rằng là tại sao từ hình ảnh này, từ ngữ này suy ra được nội dung kia, nhớ chưa ạ? Đấy, để chúng mình thực sự hiểu. Và khi mà các bạn hiểu rồi thì cái việc chúng ta diễn đạt bằng lời văn của mình, việc mà chúng ta ghi nhiều kiến thức lại trở nên đơn giản hơn rất nhiều đấy. Ok chưa ạ? Đó thì đấy chính là nội dung của 4 câu đầu tiên các bạn nhá. Nhớ chưa nào? Chị ơi hình ảnh gì đó ạ? À, hơi nhỏ nhỉ, màn hình hơi nhỏ nhỉ. Đây, các em ơi, 4 câu đầu nhá, đồng ý chưa ạ? Thì chúng ta có ý đầu tiên là hệ thống những hình ảnh. Và các em nhớ này, cái phần highlight thì sẽ tương ứng với chữ của màu đỏ. Ví dụ như là highlight màu đỏ thì tương ứng với chữ màu đỏ, highlight màu xanh tương ứng với chữ màu xanh, highlight màu tím thì tương ứng với chữ màu tím. Nghĩa là từ những chỗ highlight cùng màu như thế thì suy ra được nội dung như vậy. Đồng ý không? Thì hình ảnh ở đây là chị đánh dấu vào các hình ảnh như là chân phải, chân trái, một bước, hai bước, cha và mẹ. Đó là những hình ảnh mà giúp chúng ta hình dung về một khung cảnh gia đình đầm ấm. Đồng ý không? Và ở đó thì con đang chập chững bước đi trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Đấy là hình ảnh. Về mặt âm thanh nó có những từ ngữ chỉ âm thanh như là tiếng nói, tiếng cười. Đó cũng là những âm thanh đem đến sự rộn ràng, vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Và cuối cùng là chúng ta nhận xét về biện pháp điệp ở trong 4 câu thơ này đã tạo nên một nhịp điệu nhịp nhàng và giúp tô đậm hơn hình ảnh của con, đứa con đang tập đi. Và qua 3 ý lớn như vậy thì chúng ta rút ra được nội dung chính của 4 câu đầu, đó là con được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, gia đình chính là cội nguồn sinh dưỡng đầu tiên của con. Đó là 4 câu đầu các bạn nhé, đó là 4 câu đầu, đồng ý chưa nào? Bạn nào mà chúng mình cần phải tranh thủ thời gian buổi trưa và buổi chiều chúng ta phải đi học sớm ý, các bạn hãy nhớ chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá, nhớ chia sẻ phần phát trực tiếp này để mà chúng mình học lại khi cần nhá. Rồi bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục bước sang nội dung tiếp theo nhá. Sau 4 câu đầu thì bây giờ mình xem là những câu tiếp theo mình sẽ nhóm như thế nào đây. Người đồng mình yêu lắm con ơi, đang nở cài nan hoa, bách nhà khen câu hát, rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Chúng ta thấy 5 câu thơ tiếp theo, đúng không ạ? 5 câu thơ tiếp theo thì cùng nói về không gian của quê hương. Đó, nếu như 4 câu đầu là không gian trong gia đình thì đến sang đến câu thứ 5, người đồng mình yêu lắm con ơi, là nội dung đã có sự chuyển đổi, đã có sự thay đổi rồi, mở rộng hơn cái không gian mà được đề cập ở đây là không gian của toàn bộ quê hương, với người đồng mình này, với rừng này, với con đường này, đúng không? Thế nên tiếp tục bây giờ các bạn chú ý giúp chị đến 5 câu thơ tiếp theo nha. 5 câu tiếp theo. Trước tiên này, người đồng mình yêu lắm con ơi. Khi phân tích đến đây các bạn đừng quên chỉ ra ý nghĩa của người đồng mình nhé. Các em theo dõi phần chú thích sách giáo khoa này và các bạn trả lời giúp chị người đồng mình nghĩa là gì? Người đồng mình ở đây là để chỉ những ai? Nghĩa là gì ạ? Người đồng mình nghĩa là gì nhỉ? Người đồng mình. À, chúng ta thấy đây là một cách gọi rất là gần gũi. Bởi vì là người đồng mình có nghĩa là người vùng mình, người miền mình, những con người sống trên cùng một mảnh đất, những con người cùng một quê hương. Sau khi chỉ ra ý nghĩa của người đồng mình như vậy, các em có thể có thêm một ý nữa là chúng mình nhận xét về cách gọi này của tác giả. Tác giả gọi những con người cùng quê hương là người đồng mình. Đây là một cách gọi rất là gần gũi, thân thương, bình dị, cho thấy sự gắn bó sâu sắc của nhà thơ với cuộc sống của những con người quê hương. Đồng ý không? Đó, nhá, không gọi, tác giả không dùng là người quê hương mình, mà tác giả gọi là người đồng mình. Hình ảnh đồng, đúng chưa? Và cả từ mình nữa, khiến cho chúng ta một đem đến cho chúng ta một cảm giác rất gần gũi và thân thương. Đấy, nên các em nhớ nha, sau khi mà chỉ ra ý nghĩa của người đồng mình là người vùng mình này, người miền mình, những con người sống trên cùng một mảnh đất, cùng một quê hương,
thì các em hãy nhận xét rằng là gì ạ? Đây là một cách gọi trìu mến, thân thương, vô cùng giản dị, vô cùng gần gũi của nhà thơ dành cho những con người cùng quê hương. Và cách gọi đó đủ để chúng ta cảm nhận được sự gắn bó, sự trân trọng của nhà thơ đối với quê hương mình, đối với những con người trên quê hương mình. Đấy là ý thứ nhất nhé. Và trong cảm nhận của nhà thơ thì người đồng mình như thế nào ạ? Người đồng mình yêu lắm con ơi. Từ yêu lắm vang lên, bộc lộ trực tiếp tình cảm yêu mến, trân trọng của tác giả. Và điều thứ hai cũng có một nét nghĩa nữa mà ta có thể khai thác từ cái từ yêu lắm này. Đấy là nêu ra sự đáng yêu, đáng mến của người đồng mình. Nhớ nhá, người đồng mình yêu lắm con ơi thì thứ nhất là cho thấy tình cảm yêu mến, trân trọng của nhà thơ. Và thứ hai là cho thấy vẻ đẹp đáng yêu, đáng mến của người đồng mình. Và hai câu thơ tiếp theo chính là lời lý giải cho những vẻ đẹp đáng yêu, đáng mến ấy. Ta đến với hai câu tiếp nhé. Đan lờ cài nan hoa, bách nhà khen câu hát. Hai câu thơ này thì có cấu trúc tương đối là giống nhau, đều là một từ ngữ chỉ một không gian, chỉ một hoạt động. Sau đó là động từ cài khen. Hai động từ này cũng có nét nghĩa gần với nhau. Và sau đó là những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng, đấy là câu hát, đấy là nan hoa, đúng không? Đấy, bởi vậy mà chúng mình khi phân tích hai câu này nhá, em có thể đi theo trình tự phân tích lần lượt từng câu. Ví dụ, đan lờ cài nan hoa, rồi bách nhà khen câu hát. Đấy, các em cứ phân tích lần lượt từng câu. Đan lờ cài nan hoa là để thể hiện cái quá trình tạo ra công cụ lao động của người đồng mình. Và trong quá trình đó thì người đồng mình không những tạo nên công cụ lao động bằng tre, mà người đồng mình còn khéo léo gửi gắm ở đó là tình yêu lao động, là sự tài hoa tinh tế nữa. Rồi mình chuyển sang câu bách nhà khen câu hát, là trong cái không gian sinh hoạt gần gũi nơi bách nhà ấy lại chính là nơi trang chứa vẻ đẹp tâm hồn của người đồng mình gửi gắm qua những câu hát giao duyên. Đồng ý chưa? Các em có thể đi theo trình tự đó, hoặc là các bạn có thể đi theo trình tự phân tích gồm như sau. Thứ nhất, đan lờ và bách nhà, đó là những từ ngữ để chỉ về quá trình lao động và để chỉ về quá trình sinh hoạt của người đồng mình. Nghĩa là hai câu thơ tiếp theo là để nêu ra vẻ đẹp của người đồng mình trong quá trình lao động và trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Đấy là ý thứ nhất nhá. Ý thứ hai ạ, nan hoa và câu hát đều là những hình ảnh biểu tượng, đều là biện pháp ẩn dụ. Nếu như nan hoa là để ẩn dụ cho sự tài hoa, tinh tế, khéo léo, tình yêu lao động, thì câu hát ở đây chính là để ẩn dụ cho một tâm hồn phong phú, giàu tình nghĩa của những con người quê hương. Đó. Và để mà nêu ra được vẻ đẹp của người đồng mình, để giúp cho con cảm nhận được vẻ đẹp của người đồng mình, thì nhà thơ đã sử dụng cách diễn tả có hình ảnh, lối tư duy giàu hình ảnh của con người miền núi để cho con thấy là vẻ đẹp đáng yêu, đáng mến của người đồng mình không phải điều gì quá sâu xa, không phải điều gì mà phải cố tìm để mà thấy, mà vẻ đẹp đó hiện hữu ngay trong cuộc sống lao động hàng ngày, ngay trong cuộc sống sinh hoạt bình thường nhất. Trong quá trình tạo ra công cụ lao động, người đồng mình không chỉ thể hiện cái sự bền bỉ này, không chỉ thể hiện sự chăm chỉ cần cù, mà còn thể hiện sự tài hoa tinh tế, tình yêu lao động. Hay trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, dẫu còn nhiều khó khăn thì người đồng mình vẫn có một tâm hồn phong phú, vẫn có tình yêu cuộc sống, vẫn có tình yêu con người. Thế nên hai câu thơ đan lờ cài nan hoa, bách nhà khen câu hát đã giúp cho người con và cũng giúp cho bạn đọc chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp đáng yêu, đáng mến của người đồng mình trong lao động cũng như trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Người đồng mình là những con người vô cùng tài hoa, tinh tế. Họ biết vun đắp cho cuộc sống tuy còn nhiều vất vả, thiếu thốn của mình bằng một tâm hồn phong phú, bằng sự tài hoa và bằng sự gắn bó với cuộc sống. Đồng ý không ạ? Thì đây là hai ý lớn. Ý màu xanh là cây và ý màu xanh dương là hai ý lớn nhé. Bên cạnh đó ấy, thì các em có thể khai thác thêm ý nghĩa của động từ cài và khen. Cài và khen ở đây đều là động từ, đúng không ạ? Cài và khen ở đây thì đều là những động từ, nhưng đặc biệt
là nó có nét nghĩa gần gũi với nhau, đều là để chỉ cái quá trình hoàn thiện hóa một sản phẩm nào đó. Bởi vì đan lờ là quá trình mà người ta cài những cái nan che lại với nhau, đúng không ạ? Thao tác cuối cùng để tạo ra chiếc lờ đặt bắt cá là cài những cái nan che lại với nhau. Thao tác cuối cùng để tạo nên nóc nhà là kem những tấm gỗ lại với nhau, đúng không? Thì không phải ngẫu nhiên mà tác giả dùng những động từ cài, kem để thể hiện cho vẻ đẹp của người đồng mình trong những câu thơ này đâu. Từ cái gợi dẫn đó, kem có ý tưởng gì để chỉ ra ý nghĩa của động từ cài và kem ở đây không? Đặt trong cuộc sống hàng ngày nhá, thì phải chăng ở đây nhà thơ Y Phương còn muốn giúp cho con cảm nhận được người đồng mình luôn biết cài kem cho cuộc sống ngày một sung túc hơn, ngày một đủ đầy hơn về mặt tinh thần. Đồng ý không ạ? Cũng giống như là một cuộc sống đang diễn ra hàng ngày với quá trình lao động, với quá trình sinh hoạt bình thường, vẫn còn đó là những khó khăn, vẫn còn đó là không ít những thiếu thốn. Nhưng người đồng mình luôn biết cài kem vào đó tình yêu lao động, sự tài hoa, sự tinh tế, tâm hồn phong phú, giàu tình nghĩa để giúp cho cuộc sống ấy sung túc hơn về mặt tình cảm, để giúp cho cuộc sống ấy tươi đẹp hơn về mặt tinh thần. Đồng ý chưa? Đấy nhá, thế nên là ở đây chị không ghi lại bởi vì nó là một ý mở rộng thêm. Kem có thể linh hoạt sử dụng trong bài viết của mình bằng việc là khai thác ý nghĩa của động từ cài và kem. Đó, nên ở đây các bạn ơi, qua việc phân tích hai câu thơ như vậy, kem đã nắm bắt được chưa ạ? Kem đã hiểu được ý nghĩa của hai câu thơ này chưa? Hai câu thơ mà được đánh giá là hai câu thơ hấp hối nhất, có vẻ như là khó nhất ở trong đoạn này đấy. Đan lờ cài nan hoa, vách nhà kem câu hát. Các bạn đã hiểu được ý nghĩa chưa ạ? Các bạn đã hiểu được ý nghĩa chưa nào? Này, có xem lại được ở đâu không ạ? À, em có thể truy cập ở trên kênh học văn chị Hiên học cơ sở, kênh FB nhá. Ở trên đó thì có lưu lại các phần phát trực tiếp, em có thể chia sẻ về trang cá nhân của mình để mình có thể xem lại khi cần nha. Còn ở trên TikTok này thì hình như là mình khó để xem lại đấy, chị cũng không biết là xem lại ở đâu. À, chị là Hải Quỳnh nhá, chị là giáo viên phụ trách mảng kiến thức lớp 9 của các bạn khi đến với team học văn chị Hiên. Và khi mà tham gia các khóa học tổng ôn cuối cùng dành cho 2K9 thì các bạn cũng sẽ đồng hành cùng với chị nha. Đồng ý không? Chị là Hải Quỳnh và chị rất mong là có thể được đồng hành với các bạn nhỏ 2K9 trong chặng đường cuối cùng để chinh phục kỳ thi vào 10. Còn 2 tháng nữa thôi các em ạ. Bây giờ đã là cuối tháng 3 rồi, mình còn tháng 4 và tháng 5 nữa. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia của các anh chị lớp 12 năm nay được đánh giá là thi sớm hơn mọi năm, nên cũng rất có thể là các tỉnh thành sẽ đẩy cái lịch thi vào 10 sớm hơn. Hiện nay đã có một số tỉnh có lịch thi chính thức và chị khảo sát qua thì thấy là đa số là rơi vào mùng 1, mùng 2 tháng 6 hoặc là mùng 4, mùng 5, có tỉnh thì rơi vào mùng 8, nhưng có tỉnh thi sớm từ 2-3 tháng 5 cơ. Đấy, thế nên rằng là có thể năm nay xu hướng thi vào 10 sẽ sớm hơn. Và điều đó đồng nghĩa với việc là các em phải bắt đầu sớm thôi. Bây giờ thì tất nhiên là không còn sớm nữa rồi, nhưng vẫn kịp các em ạ. Nên là tập trung ôn tập nhá, ôn tập lại. Bây giờ là lúc mà các em sẽ lượt lại kiến thức của toàn bộ các tác phẩm trong chương trình. Chúng mình đồng ý là có một số tỉnh thành bắt đầu có cái sự thay đổi theo cấu trúc đề thi mới, nhưng vẫn còn rất nhiều các tỉnh là chúng ta sẽ bám sát vào chương trình lớp 9. Bởi vậy mà việc ôn tập kiến thức của các tác phẩm là vô cùng cần thiết. Bây giờ các em bắt đầu thôi, bắt đầu bây giờ không phải là sớm nữa rồi, cũng gọi là phù hợp nha. Còn nếu không bắt đầu từ bây giờ là sẽ bị muộn đấy, đấy sẽ bị muộn đấy nha. Đó, và nếu như mà các em cần có người đồng hành này và mong muốn là ôn lại toàn bộ kiến thức các tác phẩm, mỗi buổi tối mình học ôn một tác phẩm, học xong chúng ta có thể ghi nhớ và đem đi thi được luôn ấy, thì các bạn có thể đăng ký tham gia khóa học chạy văn cùng với chị nhá. Có thể nhắn tin về cho chị để nắm bắt thông tin của khóa học này nha. À, rồi các bạn ơi, khóa học chạy văn ý, thì chúng mình sẽ học bắt đầu từ ngày 10 tháng 4. Chúng ta học 3 buổi tối một tuần. Mỗi tuần chúng mình học 3 buổi tối và mỗi buổi thì chúng mình sẽ học trong khoảng 2 tiếng. Nhá, sẽ học trong khoảng 2 tiếng, có thể là hơn một xíu. Học bắt đầu từ 8:30.
Đây là một cái khung giờ có thể sẽ hơi muộn với một số bạn, nhưng mà chị nghĩ rằng là giai đoạn cuối rồi, mình cố gắng thêm một xíu nhá, mình cố gắng thêm một xíu, thành quả mình đạt được sẽ hoàn toàn xứng đáng với công sức mình bỏ ra thôi mà, đúng chưa nào? Rồi nhá, về khóa học chạy văn các bạn có thể nhắn tin về cho chị để nắm thêm thông tin nhá. Còn bây giờ chị muốn biết là chúng mình đã hiểu được ý nghĩa của hai câu thơ đan lờ cài nan hoa, vách nhà ken câu hát chưa nào? Chúng mình đã làm bắt được chưa ạ? Đồng ý nhá. Thế thì bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đến với hai câu thơ tiếp theo. Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Đọc hai câu thơ này lên, đố các bạn biết có biện pháp tu từ gì ở trong hai câu thơ này ạ? Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Biện pháp tu từ gì đấy? Một biện pháp tu từ mà rất dễ để nhận ra. Có những biện pháp tu từ nào trong hai câu thơ này các bạn chỉ ra giúp chị nào? Gọi tên giúp chị nào? Gọi tên giúp chị hai biện pháp tu từ ở trong hai câu thơ này. Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Biện pháp gì nhỉ các em nhỉ? Biện pháp gì nhỉ? À, trong lúc mà các bạn chỉ ra biện pháp tu từ ở trong hai câu này thì chị nhận được phản hồi của một bạn là chưa hiểu lắm về hai câu đan lờ cài nan hoa, vách nhà ken câu hát. Thì chị giải thích nhanh lại như thế này nhá. Đan lờ là quá trình tạo ra chiếc lờ để đặt bắt cá. Nhưng trong quá trình đó, bình thường thì con người sẽ tạo ra chiếc lờ ấy bằng cách là đan những nan tre lại với nhau. Nhưng cách diễn đạt của tác giả ở đây lại là đan lờ cài nan hoa. Hoa vốn là hình ảnh biểu tượng cho những điều đẹp đẽ, tinh túy, khéo léo, đúng không ạ? Bởi vậy ở đây tác giả đang muốn nhắc đến về sự tài hoa tinh tế của người đồng mình. Câu thứ hai, vách nhà ken câu hát. Thì vách nhà là nơi sinh hoạt hàng ngày của người đồng mình. Vách nhà thì thường được những con người miền núi tạo nên bằng cách là cài ken những tấm gỗ lại với nhau. Nhưng ở đây tác giả lại không miêu tả đơn thuần như vậy mà tác giả lại là vách nhà ken câu hát. Chúng ta phải trở về với cả phong tục tập quán của những con người miền núi, của đồng bào miền núi để thấy được rằng là họ có một phong tục rất đẹp là hát trao duyên với nhau. Người con gái đứng bên trong vách, người con trai đứng bên ngoài vách, họ hát cho nhau nghe tràn đêm qua đến sáng. Bởi vậy, nơi vách nhà từ bao giờ đã trở thành nơi kết tinh lại hồn cốt, kết tinh lại cái tâm hồn phong phú tình yêu của con người đồng mình. Đấy, thế thì câu vách nhà ken câu hát là để thể hiện cho tâm hồn phong phú của những con người quê hương. Kết hợp hai câu này lại thì ta thấy được vẻ đẹp đáng yêu, đáng mến của người đồng mình trong lao động và trong sinh hoạt. Đó, kiểu nhanh là như vậy các bạn nhé. Bây giờ trở lại với hai câu thơ tiếp theo này. Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Thì ta nhận ra là có điểm từ cho, đúng không ạ? Và kết hợp với đó thì cho ở đây là một hành động trao đi vốn là của con người. Thì ở đây tác giả dùng để gắn với rừng, gắn với con đường là những sự vật, đúng không ạ? Nên đó còn là biện pháp nhân hóa nữa. Thì ta thấy này, động từ cho là việc mà tác giả sử dụng biện pháp điệp kết hợp với biện pháp nhân hóa để làm gì ạ? Để nhấn mạnh sự hào phóng, để nhấn mạnh sự ban tặng của thiên nhiên quê hương dành cho con người. Thiên nhiên quê hương đã dành cho con người những gì? Đó là rừng cho hoa. Rừng thì không những là cung cấp những sản vật quý này đấy, mà rừng còn đem đến một cái môi trường sống, đúng không ạ? Đem đến một môi trường sống tươi đẹp. Hoa ở đây tiếp tục lại là biểu tượng cho những gì tốt đẹp nhất, cho những gì tinh túy nhất. Rừng núi quê hương đã ban tặng cho con người rất nhiều những giá trị tốt đẹp. Thế còn con đường cho những tấm lòng nghĩa là sao? Con đường là nơi mà người đồng mình đi ngược về xuôi, đúng không ạ? Con đường là nơi mà người đồng mình đến với nhau. Đó, và khi mà gặp nhau trên con đường của quê hương thì con sẽ không bao giờ sợ lạc. Bởi vì đó là nơi mà người đồng mình bộc lộ cái sự thân thiện này, bộc lộ tình cảm gắn kết, sự đoàn kết, sự bao dung, sự nhân hậu, tình cảm giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vậy mà trên những con đường quê hương con luôn có thể vững bước vì con đường ấy luôn có những tấm lòng tình nghĩa. Vậy tóm lại, hoa và những tấm lòng chính là biểu tượng cho những gì tinh túy mà thiên nhiên ban tặng, và thứ hai là biểu tượng cho những phẩm chất tốt.
người đồng mình. Thì rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng, chính là những điều vô cùng tốt đẹp mà con được nhận khi mà lớn lên trên quê hương mình. Đó, đồng ý không ạ? Vậy thì bây giờ kết lại ý nghĩa của năm câu thơ: người đồng mình yêu lắm con ơi, đang nở cải nam hoa, vách nhà kênh câu hát, rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Thì ý nghĩa của những câu này là đang muốn nói đến cội nguồn sinh dưỡng thứ hai của con. Con không những được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, của cha mẹ, mà con còn được lớn lên với sự chở che đùm bọc của quê hương mình nữa. Các bạn rút ra cho chị ý nghĩa lớn thứ hai của phần 1 này nhé. Con còn được che chở đùm bọc bởi quê hương giàu đẹp, và bởi vậy mà quê hương chính là cội nguồn sinh dưỡng thứ hai của con. Em đã hiểu được chưa ạ? Nhá. Đấy, nhắc đến phần 1, có thể là rất nhiều bạn dễ dàng nêu được là cội nguồn gia đình, cội nguồn quê hương. Nhưng mà tại sao lại có thể suy ra đó là cội nguồn sinh dưỡng của con được? Thì chúng mình cần phải phân tích kỹ nha. Cội nguồn sinh dưỡng nghĩa là đó là nơi con được sinh ra, được nuôi dưỡng, được lớn lên với những điều tốt đẹp nhất. Thì trước tiên là con được sinh ra, được nuôi dưỡng, được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, của gia đình. Nhưng bên cạnh đó thì con còn được chở che, con còn được lớn lên trong quê hương giàu đẹp nữa. Đó là nơi có những con người đáng yêu, đáng mến. Đó là nơi mà có rừng núi hào phóng bao dung. Đó là nơi có những con đường giàu tình nghĩa. Đấy, đồng ý không ạ? Đó thì đấy chính là nội dung chính của năm câu thơ tiếp theo. Các bạn đã nắm bắt được chưa? Với những ý chính như thế này nhá, em nhìn này, hoàn toàn là các từ khóa thôi. Nên là bạn nào mà đang học về những câu thơ này mà chưa biết cách ghi nhớ nhanh thì các em có thể là nhắn tin về cho chị sẽ gửi lại cho các bạn hình ảnh sơ đồ này nhá, đồng ý không? Bạn nào mà muốn nhận cái phần mà ghi chú nhanh như thế này về bài thơ Nói Với Con ấy thì các em có thể nhắn tin về cho chị. Sau phần phát trực tiếp này, chị sẽ gửi tặng các bạn hình ảnh sơ đồ này để các em có thể dễ học hơn, và hãy thử áp dụng với những bài thơ khác nữa nhá. Đồng ý không? Bạn nào muốn nhận nhỉ? Bạn nào muốn nhận giơ tay chị biết nào. Bạn nào muốn nhận nhỉ? Các em có muốn nhận hình ảnh phần sơ đồ ghi chú này không? Nếu như mà nhìn ở đây bị khó, nhắn tin cho chị ở đâu ạ? Em nhắn về kênh FB Học Văn Trị Hiên Trung Học Cơ Sở viết tắt, Trung Học Cơ Sở viết tắt nhá, lớp 6789. Em tìm trên kênh FB giúp chị nha. Đồng ý không? Các bạn tìm trên kênh FB giúp chị. Đó là kênh để các chị có thể tương tác được với các bạn dễ nhất, nhắn tin dễ nhất. Thế nên là em có thể nhắn tin qua đó giúp chị nha. Chị sẽ gửi tặng cho các bạn cái phần sơ đồ này nếu như mà các em cần. Chị ơi, có khóa ôn thi vào 10 không ạ? Có em ạ. Hiện tại đấy thì như chị có thông báo là Học Văn Chị Hiên đang tuyển sinh cho khóa học chạy văn, khóa học cuối cùng cho các bạn 2K9 ôn thi vào 10. Khóa học mang tính tổng ôn, toàn diện tất cả các kiến thức nha. Thế nên là Mario có thể là nhắn tin về cho chị về nhu cầu học của em là muốn ôn tập như thế nào, để các chị sẽ tư vấn cho em khóa học phù hợp nha. Rồi, đồng ý. Em muốn đăng ký, em nhắn tin về kênh FB Học Văn Chị Hiên cho Trung Học Cơ Sở lớp 6789 giúp chị nha. Không cảm ơn chị, bởi vì là trên kênh TikTok này thì Học Văn Chị Hiên hơi khó để trả lời tin nhắn và tương tác với các bạn. Nên mọi thông tin mà muốn được tư vấn kỹ hơn thì các bạn nhắn tin về kênh FB của Văn Chị Hiên giúp chị nhé. Nhắn vào nick này được không chị ạ? Các bạn thử nhắn tin về TikTok này giúp chị được không? Sau đó thì kết thúc phần phát trực tiếp này, chị sẽ thử kiểm tra xem là có trao đổi cùng với các bạn được không. Bởi vì nói thật là chị cũng không rõ nhiều những thuật toán hay là những cái cách sử dụng ở trên TikTok này. Đó, nên là để tiện nhất thì các bạn có thể nhắn tin về kênh FB giúp chị nhé. Các bạn nhắn rồi à? Thế thì đợi một xíu, chúng mình học nốt hai câu cuối, sau đó thì chị sẽ dành thời gian trả lời các câu hỏi thì các bạn nhắn tin về nhá. Rồi, chúng ta đã có hai nội dung chính được hoàn thiện. Em nhìn này, phần chữ màu xanh, đồng ý không ạ? Thứ nhất là gia đình là cội nguồn sinh dưỡng đầu tiên của con. Thứ hai, quê hương cũng là một cội nguồn sinh dưỡng giúp cho con được trưởng thành, được lớn lên. Thì đến với hai câu cuối này: cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Khi đến với hai câu này, chị thấy thường xuất hiện sự băn khoăn trong các bạn, đó là tại sao nhà thơ đang viết về quê hương thì đột ngột lại cha mẹ nhớ về ngày cưới,
mối liên hệ giữa hai câu cuối và những câu theo phía trên như thế nào. Thì ở đây nhá, em để ý này, cái này chị trao đổi thêm một cái gợi ý để em hiểu được nha. Câu trước của câu này đó là con đường cho những tấm lòng. Trong một bài báo chị có đọc được, khi mà có một nhà báo phỏng vấn nhà thơ Y Phương ấy, thì nhà thơ Y Phương có lý giải cách hiểu cho câu thơ cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới và tại sao nó lại được đặt để ở đó. Thì nhà thơ gợi ý cho bạn đọc là hãy chú ý đến câu thơ con đường cho những tấm lòng. Con đường trên quê hương mình là con đường, là nơi mà người đồng mình đến với nhau, và cha và mẹ cũng đến với nhau trên những con đường của quê hương, cùng gặp gỡ, cùng có một tình yêu rất là thơ mộng. Và cuối cùng thành quả cho việc bước đi trên con đường của quê hương với một tấm lòng giàu tình nghĩa như thế chính là một gia đình hạnh phúc, chính là một ngày cưới. Hiểu ý chị không ạ? Nghĩa là ở đây việc nhắc đến con đường cho những tấm lòng phải chăng cũng là nguồn cảm hứng để nhà thơ nhớ về câu chuyện của chính mình, về người cha người mẹ của con đấy. Cha và mẹ cũng bước đi trên con đường của quê hương với một tấm lòng giàu tình nghĩa, với một cái với tinh thần sẻ chia này, đồng ý không ạ? Rồi bằng tình yêu thương chân thật thì cha và mẹ đã đến với nhau, có một tình yêu thơ mộng, có một tình yêu tốt đẹp, và kết tinh cho tình yêu ấy chính là ngày cưới. Đấy cũng là một cách để lý giải, đồng ý không ạ? Cách thứ hai để chúng ta lý giải mối liên hệ giữa hai câu cuối và những câu thơ phía trên đó là gì? Ở đây nhà thơ đang muốn nói với con về cội nguồn sinh dưỡng của con, đúng không ạ? Và cuối cùng thì nhà thơ muốn con hãy nhớ về cội nguồn của mình, không chỉ với những điều lớn lao thiêng liêng như là rừng núi quê hương, như là những con người quê hương, mà cha còn muốn con nhớ về cội nguồn của mình với những gì giản dị nhất, như chính ngày cưới của cha và mẹ. Việc mà cha và mẹ mãi nhớ về ngày cưới cũng là một minh chứng để nhắc nhở con hãy luôn nhớ về cội nguồn của mình. Đó, đấy là hai cách lý giải. Và trong quá trình phân tích, em hoàn toàn có thể đưa ra những cách lý giải này bằng cách, nếu như em chưa chắc chắn, em có thể dùng những từ phải chăng, có lẽ, dường như. Đó, đồng ý không ạ? Nhá. Rồi, vậy bây giờ mình đi vào phân tích hai câu này. Thì trong hai câu này, điều chúng ta cần phải chú ý nhất chính là ý nghĩa của ngày cưới nhá. Ngày cưới trong cảm nhận của nhà thơ đó chính là ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Trước tiên, ngày đầu tiên ạ, một cụm từ để đánh dấu một cái dấu mốc. Và ngày cưới ở đây bên cạnh ý nghĩa là chỉ sự kết tinh cho một tình yêu đẹp, thì ngày cưới cũng chính là điểm khởi đầu cho một gia đình hạnh phúc. Thế nên ở đây nhà thơ gọi ngày cưới là ngày đẹp, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời là bởi lẽ đó. Nó vừa mang ý nghĩa của sự tổng kết, kết tinh cho một tình yêu đẹp nhá, lại vừa mang tính khởi đầu cho một gia đình hạnh phúc nữa. Nên ngày cưới chính là ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Cách quy mô như thế, cách gọi như thế cũng đã thể hiện cho sự trân trọng của nhà thơ rồi đấy, đúng không? Và việc mà cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới như thế có ý nghĩa gì? Mãi nhớ chính là rất trân trọng. Mà trân trọng ở đây là trân trọng dành cho điều gì ạ? Dành cho ngày cưới, hay cũng chính là dành cho gia đình mình, và cũng chính là dành cho con. Ngày cưới là điểm khởi đầu cho những ngày đẹp nhất để sau này cha mẹ có con mà, đúng không? Thế nên cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời, có nghĩa là cha mẹ luôn luôn trân trọng ý nghĩa của ngày cưới, hay cũng chính là trân trọng gia đình mình, trân trọng cái nôi giúp cho con được sinh ra, được lớn lên. Vậy thì với niềm trân trọng của cha và mẹ như thế, con có hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc chứ. Là một điều hạnh phúc và may mắn vô cùng khi con được sinh ra trong một gia đình mà cả cha và mẹ luôn trân trọng tình yêu này, luôn trân trọng vun vén cho gia đình này mà. Đấy, bởi vậy mà hai câu cuối với việc bộc lộ trực tiếp sự trân trọng của cha và mẹ như thế, thì cha một lần nữa mong con cảm nhận được gia đình, một cái nơi của tình yêu thương, và đó là nơi con đã được sinh ra, được lớn lên. Vậy tóm lại này, bây giờ chúng mình nhìn lại ý nghĩa chính. Đây, hãy nhìn sang cột bên này giúp chị nha. Ba
Đồng ý không ạ? Đấy, ba ý nhá. Thì chúng ta rút ra được, cha nói với con về hai cội nguồn sinh dưỡng, cội nguồn gia đình và cội nguồn quê hương. Đó là cái nơi để con được sinh ra này, con được lớn lên, con được trưởng thành. Và cha có lẽ không mong muốn gì hơn ngoài việc con hãy ghi nhớ điều đó, hãy trân trọng điều đó, lấy đó làm hành trang để vững bước trên đường đời. Đấy cũng là ý nghĩa của phần 1 trong bài thơ nói với con mà chúng mình cùng với nhau ôn tập trong buổi học ngày hôm nay các bạn nhé. Một lần nữa, chị muốn gửi tới các bạn thông tin dành cho các bạn mà học trong buổi ngày hôm nay cùng với chị. Và chúng ta cảm thấy việc ôn tập kiến thức nền bây giờ là rất cần thiết rồi. Rồi em cũng đang tìm kiếm một cách học kiến thức nền sao cho dễ nhớ này, dễ hiểu này và có thể áp dụng được khi đi thi. Không phải học những trang tài liệu quá dài. Đồng ý không ạ? Không phải bị quá áp lực thì các em có thể tham khảo cách học như ngày hôm nay cùng với chị và đăng ký tham gia khóa học chạy văn cùng với học văn chị Hiên nhé. Khóa học cuối cùng dành cho các bạn 2K9 và hiện tại vẫn đang được ưu đãi học phí giảm sâu nhất trong tháng 3 này. Mọi thông tin chi tiết thì các em có thể nhắn tin về cho chị qua kênh FB học văn chị Hiên trung học cơ sở lớp 6789 nhé. Còn bây giờ thì buổi học của chúng mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cùng đồng hành với chị. Và hẹn gặp lại các em ở trong những buổi học sau nhé. Bye bye.